Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu tất cả cô chú anh chị một số cây cần carbon. Thì ở đây nó có bốn cây cần ISO khoen nhỏ em xả ra làm cần tay nha. Và ISO khoen lớn nè. Đó, ISO khoen lớn, một số ISO khoen lớn và hai cây cần súp lở. Súp lở là nó không có cái khoen gập. Nó y khô như cần ISO luôn, nhưng mà nó cứng hơn cái cần ISO nha. ISO lớn á, nó lớn, nó cứng hơn cái cần ISO lớn. Thì giá em bán này chưa bao gồm phí vận chuyển một đơn cần từ 40 đến 50 ngàn một đơn, 40 đến 50 nha. Rồi, em giới thiệu tất cả cô chú anh chị cây cần đầu tiên là một cây cần ISO khoen nhỏ xả làm cần tay, đã lên đầu chỉ hết rồi. Thì anh em cứ câu kéo ngon lành. Còn cái đầu alo chống xoắn á, thì anh em về tự lên giúp em nha. Em bán em không có tính đầu alo chống xoắn. Anh em về muốn gắn đầu alo chống xoắn thì anh em gắn, còn muốn gắn đầu dây thì anh em cứ gắn vào nha. Đó, còn anh em nào mà muốn em gắn luôn á thì cộng thêm cái giá tiền đầu nữa là ok nha. Cây này một cây cần Alpha Tắc Lê, độ cứng 1.5, dài 5m3. Dài 5m3 thì cây này nó còn khoảng nó chắc nó bị gãy cỡ 10 cm thì còn khoảng 5m2 nha, 5m2. Đó, 5m2 made in Korea. Ngoại hình thì nói chung là có chày có xước. Độ cứng cây này đã tương đương với tầm khoảng 4H nha. Cây này độ cứng tương đương tầm khoảng 4H. Ngoại hình trong thì nói chung còn rất là đẹp. Giá mềm, mấy cái này thì nói chung là giá cho anh em rất là mềm dành cho anh em câu. Cần ISO xả tay thì anh em câu biết rồi, nó cứng hơn cái cần tay nguyên bản, đánh nó rất là nảy. Mã số này là 505, giá nặng 175g, ngọn 2 lê, mọn 1 ly, gốc 19 nha. 505 giá 500.000. 505 giá 500. Tây 506, 506 này một cây cần Nissin. Một cây hãng Nissin nha. Nissin Robet. Đó. Cây này độ cứng 1.5 dài 4m rưỡi. Made in Japan nha cô chú anh chị, made in Japan luôn á. Hàng nội địa của Nhật. Ngoại hình thì nói chung còn khá là đẹp. Cây này dài 4m rưỡi nha. Cây này nó bị gãy chắc cỡ 30 cm ngọn rồi, nó còn khoảng 4m2 đó. Nó tầm khoảng 4m2 nha cô chú anh chị. Ngoại hình đẹp. Ngoại hình đẹp. Ngoại hình khá là ok nha. Cây này độ cứng nó chắc khoảng tầm 5H, cây này độ cứng khoảng 5H. Nó gãy nào khoảng 30 cm ngọn thì độ cứng nó lên khoảng 5H. 5H nha cô chú anh chị. Đầu này thì em chưa có lên đầu đâu, anh em về tự lên nha. Còn anh em mà muốn em lên luôn á thì lên đầu đầu chống xoắn á thì anh em cứ báo em lên cho cô chú anh chị luôn. Giá thì nó thêm cái đầu chống xoắn mấy chục ngàn nữa thì em ta cộng vào thôi. Mã số này là 506 nha, nặng 150g, ngọn 1.8, gốc của nó 17.9. 506 này giá 600.000. 506 giá 600.000 nha. Thế 507. 507 là cây cần siêu ta, dài 5m4 nha, chất liệu cần là carbon, đã lên đầu chỉ hết cần rồi. Dài 5m4 thì cây này nó gãy tầm khoảng 20-25 cm ngọn á thì nó còn khoảng 4m1-4m2 nha, 4m1-4m10 mấy á, chất lượng cần là carbon. Mấy cây cần ISO xả tay này đánh thì nó cứng hơn cây cần tay nguyên bản rất là nhiều nha cô chú anh chị. Ngoại hình rất là đẹp. Mấy lóng trong còn đẹp nha, nhưng mà cái lóng gốc thì nó hơi chày. Mã số cây này là 507, nặng 185g, ngọn 1.3, gốc 18.2. 507 giá 500.000. 507 để cô chú anh chị giá 500 nha. Tới 508 này cũng là một cây cần ISO khoen nhỏ xả làm cần tay luôn. Cây này một cây cần hãng NFT, ngoại hình thì chày cũng khá là nhiều. Ở đây cái bát máy nè, tháo ra nó còn dính keo.
anh em về có thể mua cái màng co đó bọc nó lại nha, là câu ok luôn. Cây này là một cây cần độ cứng 1,5m3. Cây này là khoan nó khoan dữ dằn lắm á, nhưng mà nó bị hư khoan rồi, em xả là mừng tay luôn. Khoan nó khoan titan luôn á, là có nghĩa là mấy cây cần khoan titan là chất liệu carbon rất là cứng, ngoài cứng mà chất liệu carbon nó rất là xịn. Cây này 5,3 m thì nhất ngày nó khoảng khoảng 5,1 m nha. Cây này 5,3 m thì nếu bị gãy 20 cm ngọn là tầm khoảng 5,1 m thôi. Chất lượng cần là carbon. Cây này độ cứng chắc tương đương tầm khoảng 4H, 4H đến 5H nha. Độ cứng tương đương tầm khoảng 4 đến 5H. Kéo dài ra là cần ở thẳng tân nha cô chú anh chị. Kéo dài ra cần ở thẳng tân luôn. Mấy lóng trong này còn khá là đẹp á, chỉ có cái lóng gốc của nó xấu thôi. Lóng gốc nó xấu. Rồi cây này mã số của nó là 508, nặng 150 g, ngọn 1 ly 4, gốc của nó 18,6. 508 này giá 450 ngàn nha. 508 giá 450 ngàn. Ngoại hình thì nó xấu gốc quá, em bán rẻ chứ. Tới 509. 509 này cây cần ISO khoan lớn nha. Khoan nó là khoan Fuji đá sám xanh. Fuji đá sám xanh, chất liệu cần là carbon. Cây nào cây cần Shimano. Shimano Holiday ISO độ cứng 3 và 5,3 m nha, made in Indonesia. Bát nó bát Fuji luôn. Chất liệu cần là carbon. Khoan nó khoan Fuji. Ngoại hình nói chung là rất là đẹp. Carbon xoắn vòng. Và rất đẹp nha. Ngọn cần độ cứng 3 dài 5,3 m. Rồi, cái này mã số của nó là 509. Nặng 280 g, ngọn 1 ly 6, gốc của nó 21,4 nha. 509 giá 1,2 triệu. 509 để cô chú anh chị giá 1,2 triệu ngàn. Tới 510. 510 này cần ISO khoan lớn. Khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh. Cây nào cây cần Daiwa. Daiwa Made in China nha, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Cây này là một cây cần Daiwa Grow Ram nha, Grow Ram, Grow Ram. Độ cứng 5 dài 5,3 m. Bát Fuji. Ngoại hình thì chất liệu carbon. ISO độ cứng 5 thì nói chung đánh rất là cứng nha. Cây này đánh lục bền được. Mấy cần ISO giờ anh em đánh lục bền được. Chất lượng phôi cần là còn khá là đẹp. Khá đẹp. Hàng Trung Quốc thì hàng Trung Quốc nha cô chú anh chị. Ở đây bị xúc keo nè. Anh em đóng keo lại thôi. Chích miếng keo vô để xích vô cái để cho nó cứng keo lại là ok à. Bình thường nha. Ở hàng Trung Quốc thì hàng Trung Quốc, nhưng mà cái Trung Quốc nó ra sao, Trung Quốc nó còn ngon hơn cái hàng Việt Nam mình nữa. Daiwa Trung Quốc nó còn ngon hơn Daiwa Việt Nam mình rất là nhiều đó. Thì cái công nghệ của Trung Quốc nó rất là cao chứ không phải là công nghệ thấp. Mấy cây này cây đời mới không chứ không phải đời cổ, cây này cần đời mới không nha. Rồi cây này mã số 510, nặng 450 g, ngọn 2 ly, gốc của nó 23,6 nha. 510 giá 1 triệu. 510 để cô chú anh chị giá 1 triệu nha. Tới 511. 511 này là một cây cần súp lở, có ba có nắp nha. Cây cần súp lở, khoan nó khoan Fuji đá sẫm xanh. Súp lở nó không phải là khoan khoan gấp là súp. Bass Fuji FS7 nha. Cây này là một cây cần SZM Power 4 xích lê cutter dài 4,5 m nha. Độ cứng cây này chắc tầm khoảng 25 thôi, tương đương với DST á. Đúng rồi, tầm khoảng 25 nha, tương đương với DST. Dành cho anh em câu lục bền. Đó. Cây này made in Korea nha, hàng Korea xuất Nhật. Đó nè, made in Korea nè. Ngoại hình thì nói chung là có chày, dâm nhưng không ảnh hưởng. Chất lượng cần là carbon. Mấy lồng trong này còn khá là đẹp nha. Chỉ có cái gốc nó hơi chày dâm dâm thôi.
Ngoại hình cái này cũng rất là đẹp á. Chỗ này nó sơn nha, nó sơn màu trắng này để phản quang câu đêm á, rất là hay. Rồi, cây này mã số 511, nặng 460 g, ngọn của nó 2 ly 4, gốc của nó là 24,6 nha. 511 giá 850. 511 để cô chú anh chị giá 850.000 nha. Tới 512. 512 này cũng có một cây cần SSM thì khuôn kia kia luôn. Power for nè, Suppler Cutter dài 4,5 m nha. Dài 4,5 m, Made in Korea. Bát của nó bát Uzi FS7. Ở đây thì lấy cái miếng dầu aceton chùi móng tay á, chùi là mấy cái này ra hết à. Chất lượng cần là carbon. Ngoại hình rất là đẹp, ngoại hình đẹp cũng đẹp can lắm nha. Thì cây này với cây kia nó y khuôn nhau, không khác nhau gì á. Ngoại hình cũng như nhau, 9-10 nhau chứ không có trên lệch gì hết nha. Ngoại hình cái này cũng rất là đẹp. Rồi khoan còn khá là sáng nha. Khoan khá là sáng. Cây này mã số của nó là 512. Nặng của nó là 470 g, ngọn 2 ly 3, gốc 24,6 nha. 512 giá 850. 512 để tôi chuẩn bị giá 850.000 nha. Tới 513. 513 này là cây cần ISO khoan lớn luôn. Khoan của nó là khoan Fuji đá sẫm xanh, chất liệu cần là carbon nha. Cây này là một cây cần hãng của nó là hãng hãng gì nè, Sensitive Grip à, ở carbon rod. Cây này một cây cần độ ISO độ cứng 4.5m4. Bát của nó là bát Fuji, bát tay cao, bát vặn nè. Đó, độ cứng 4.5m4 nha. Chất lượng cần là carbon, ngoại hình nó có chày. Ngoại hình có chày nha. Chày cũng khá là nhiều á, đó, chày cũng khá là nhiều. Đó, ngoại hình chày cũng khá là nhiều cô chú anh chị. Cây này còn đẹp khoảng 80% thôi. Nó chày dâm nhưng mà câu kéo ngon lành không ảnh hưởng nha. Độ cứng 4, dài của nó là 5m4. Ngoại hình nói chung là còn tương đối là đẹp. Rồi, cây này mã số của nó là 513, nặng 420 g, ngọn 1 ly 9, gốc của nó 24,5 nha. 513 giá 750.000. 513 giá 750.000 nha. Tới 514. 514 này cây cần ISO khoan lớn, khoan của nó khoan Fuji đá sẫm xanh. Khoan Fuji đá sẫm xanh nha. Khoan này là khoan Fuji đá sẫm xanh còn rất là đẹp nha, rất là sáng luôn. Cái này nó có một cái khoan nó bị nứt nè. Rồi em đóng keo lại rồi anh em câu kéo ngon lành nha. Đó, anh em thấy chỗ nứt của nó không? Nứt một rộng nha, còn một rộng rất là chắc, không ảnh hưởng gì đâu. Câu kéo rất ok luôn. Cái này là cái hãng Nissin. Hãng Nissin nha. Hàng này là hàng nội địa của Nhật. Made in Japan luôn á. Nhưng mà cái cây thằng Nissin này thì nó không có để Made in Japan. Có cây để có cây không nha. Cây này là cây cần Rostar Speed ISO. Độ cứng 3 và 4,5 m. Xem Nhật. Độ cứng 3 và 4,5 m nha. Chất lượng cần là carbon. Anh em nào chơi sẽ biết nha. Hàng Nissin là không có hàng liên danh. Nó chỉ hàng có hàng nội địa của Nhật thôi. Ngoại hình rất là đẹp, chỉ có lỗi là bị một cái khoan nó bị nứt một cái mất một chân, hai chân mà nứt một chân thì có anh em đóng keo lại rồi vẫn câu kéo bình thường, ngon lành không ảnh hưởng gì hết nha. Ngoại hình rất là đẹp. Cái này mã số 514, nặng 225 g, ngọn 1 ly 7, gốc 20 nha. 514 giá 900.000. 514 để cô chú chị giá 900 nha. Tới 515.
515 này cái cần 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 súp lở. Cây này cây súp lở. Khoan của nó khoan Fuji lá sấm xanh. Fuji lá sấm xanh nha. Chất lượng cần là carbon. Cây này cây cần Shimano. Shimano Holiday Spin độ cứng 15 dài 3,6 m, ngoại hình thì có chày khá là nhiều. Ngoại hình thì có chày khá là nhiều nha. Đây cũng có đường chày. Bát nó bát Fuji FS7. Chất lượng cần là carbon nha, cần đang đây nói chung là cũng còn tương đối thôi chứ không có được đẹp lắm nha. Ngoại hình nói chung còn khá là đẹp, khá ok nha. Rồi, mã số này 515. Nặng 235 g, ngọn 2 ly, gốc 18,3 18,1 nha. 515 này giá 600 ngàn. 515 này giá 600 ngàn. Tới 516. 516 này là một cây cần ISO khoan lớn. Khoan của nó là khoan Fuji đá sấm xanh, chất liệu cần là carbon nha. Khoan Fuji đá sấm xanh, khoan rất là đẹp. Cây này thì nói chung ngoại hình nó chạy cũng khá là nhiều. Cây này made in Japan nha, made in Japan. Một cây cần Daiwa. Độ cứng 3 và 5,3 m. Carbon hai da, carbon hai da nha, rất là đẹp. Bát nó bát Fuji. Ngoại hình thì chạy cũng rất là nhiều. Đó, ngoại hình chạy nha. Cây này anh em mà xả làm cần tay đánh bao cứng luôn. Carbon hai da. Có chạy nha, chạy cũng rất là nhiều luôn á nè, không? Chạy cứ đường 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 gương gương nhỏ nè, anh em thấy rõ không? Chạy cây còn đạt khoảng 70%. Nó chỉ có hai lóng này với lóng cán là carbon hai da thôi, mấy lóng trên đây nó carbon xoắn vòng, carbon xoắn vòng nha. Đây nó bị xúc keo, anh em lấy thì mình sẽ đóng miếng keo lại, nó không ảnh hưởng gì nha. Ngoại hình thì nói chung còn tương đối là đẹp. Hàng made in Japan nha, hàng nội địa của Nhật. Mã số 516, nặng 400 g, ngọn 1 ly 8, góc 22,5 nha. 516 giá 850. 516 giá 850 nha. Tới 517. 517 này cây cần ISO khoan lớn. Khoan của nó là khoan Fuji đá sấm xanh, chất liệu cần là carbon nha. Cây này một cây cần hãng SSM Power 4 Silok nha, độ cứng 4,5 m4. Made in cây này là made in Korea nha, hàng Korea xuất Nhật. Bát nó bát Fuji. Hàng SSM là hàng nội địa của Hàn Quốc nha cô chú anh chị. Có những cây nó vẫn để made in Korea, có những cây nó không có để nha, nhưng mà hàng nó hàng nội địa của Hàn Quốc nè. Made in Korea nè. Đó. Ngoại hình chất liệu carbon nói chung là còn tương đối là ok, có những cái chày nhỏ nhỏ nhưng không đáng kể nha. Câu kéo ngon lành. Ngoại hình thì nói chung còn đẹp, còn đẹp nha, còn khoảng 80-85%. Như vậy là hàng bãi, như vậy là quá là đẹp rồi nha, quá ok rồi. Chứ mà đẹp long lanh thì hàng bãi nó rất là hiếm, nó có đó nhưng mà nó rất là hiếm nha. Rồi, cây này mã số 517, nặng 470 g, ngọn 1 ly 9, góc 24 nha. 517 giá 800 ngàn. 517 để cô chú anh chị giá 800 nha. Tới 518. 518 này là cây cực ISO khoan lớn luôn, ISO khoan lớn nha. Khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh. Alo nó là alo Fuji đời cao nha. Đó, Fuji đời mới giờ á. Cái alo Fuji của nó bị hư rồi. Em bán gắn cái Fuji đời mới giờ vô. Cái đời mới bây giờ đánh nó ngon hơn đời cổ rất là nhiều nha, đi cước nó êm hơn. Anh em thấy rõ không? Đời mới của nó nè. Nhưng mà nhìn vô cần rất là ăn nha, ăn nhìn rất là ok á. Đời mới nó đánh nó ngon hơn mấy đời cổ rất là nhiều. Alo nó quan trọng nữa. Tại khi mà cá cắn thì cái alo này á
là cái chỗ mà mình quay cước vô đầu tiên là nó kéo vô á, có những cá nó bị ra mình kéo vô chỗ này nó thường nó chịu tải nhiều nhất, nó nóng nhất, nên bắt buộc phải dùng cái khoan cho nó tốt tốt một tí tí bát, nó bát Fuji nha. Cán này ở đây nó còn bọc câu bọc lớp ni lông, là anh em không thích thì tháo ra. Cây này là một cây cần, hãng của nó là hãng Olympic, Olympic nha, Olympic Century ở RH, độ cứng 6, dài 5,3 m nha. Độ cứng 6 thì anh em biết rồi, rất là hiếm nha. Cây này dành cho anh em câu luộc bền rất là ngon, carbon hai da xoắn da gắn rất là đẹp, carbon hai da xoắn da gắn rất là đẹp nha. Đó, carbon hai da xoắn da gắn, cây carbon hai da. Carbon hai da xoắn da gắn nha. Cây này đẹp khoảng 90% còn sáng trưng à. Đó. Còn cái lóng 1, lóng 2 là cái phôi xoắn vòng nha. Lóng 1, lóng 2 là xoắn vòng, còn lóng 3 chỗ xuôi, lóng 3, 4, 5, 6 là cái phôi xoắn da rắn hay da. Rất là đẹp. Cái ngọn của cần đây. Cái ngọn của nó, từ đây lên cái ngọn của nó. Độ cứng 6, rất là cứng. Cái này hãng Made in gì đây, cái này không để Made in nha, hàng Olympic này thì nó là hàng nội địa của Nhật nhưng mà không biết nó sản xuất tại đâu. Đó, Olympic này chắc em nghĩ nó sản xuất tại Korea, Hàn Quốc. Hàn Quốc nó mới có cái form này, còn của Nhật Bản cái form nó cổ lắm. Rồi cây này mã số của nó là 518, nặng là 465 gram, ngọn 2 ly 3, gốc 24,5 nha. 518 giá 1 triệu 500 ngàn. 518 này giá 1 triệu 500 ngàn nha. Rồi, cô chú anh chị nó có lấy cái cần số máy thì cứ alo trực tiếp cho em. Đó, cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi, em cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị các video kế tiếp.